Đối với Hiền, kính chào quý vị. Lúc này đang là buổi chiều ngày 19 tháng 11 năm 2019. Và chúng tôi vừa với chỉnh trang và vệ sinh xong hai bộ ghế là bộ 3Q62 và bộ số 41. Thì bộ 3Q62 đã được quý khách hàng về ký vào đây. Các bác ở Q62 nhưng không nhớ các bác ở chỗ nào. Nhưng mà các bác ký vào ngày mùng 10 tháng 11. Các bác hình như ở quận Hoàng Mai thì phải. Bộ này thì vẫn tuyệt vời vì nó là 62 triệu. Thế còn thì bộ 41 thì bác mới ký ngày hôm qua là bác ở Thạch Bàn. Đây bộ số 41 bên cạnh đây. Tất cả thì đều là gỗ vụ ta. Cả hai bộ này là bộ cột 10. Như vậy là bộ ban đầu tôi quay là 62 triệu, còn bộ này là 41 triệu. Và thưa quý vị là hai bộ này là sắp sửa lên đường. Đang chỉnh trang đây để hẹn các bác đồng ý ngày nào là sẽ lên đường ngày ấy. Tất cả các sản phẩm vì là ở Đồ Gỗ Yên là sản xuất rất nhiều và bày sẵn trong cửa hàng với thời gian dài. Cho nên khi nào các bác mà chấm bộ nào thì sau đó sẽ có một cái công việc là kiểm soát lại toàn bộ luôn. Còn cái chỗ nào cần phải chỉnh trang lại cho nó mỹ mãn thì lúc đấy là mới chỉnh trang và lúc đấy mới bắt đầu xuất xưởng. Chứ không phải là bê đi xuất xưởng ngay đâu. Bởi vì gỗ tự nhiên thì rất quý, rất đẹp, nhưng mà đặc điểm của nó là nhất định nó phải có cái phần co ngót nếu như chưa khô kiệt. Thế thì những cái bộ đang ở trong cửa hàng Đồ Gỗ Hiền là đều đạt cái tiêu chuẩn đấy rồi, khô kiệt hết rồi. Đây như là bộ 3Q62 này chúng tôi không hề phải chỉnh trang một tí nào, chỉ có mỗi cái phần cọ rửa cho sạch thôi, bởi vì nó đều để qua một năm rồi. Nếu quý vị mà gõ trên Google là hay trên YouTube là 3Q62 Đức Hiền thì sẽ ra ngay cái ngày sản xuất của nó. Gần như những bộ đây đều có hồ sơ hết rồi. Vậy nên trong cửa hàng của tôi thì những cái bộ tương tự như thế này thì vẫn đang còn trên 50 bộ. Đủ để phục vụ chắc chắn là từ giờ đến Tết là vẫn đủ. Trong đó thì các cái mức giá là 33, 36, rồi 38, 41 vân vân, tức là rất nhiều mức giá luôn. 45, 55, 60, 70 đều có hết. Và xin quý vị liên lạc với Đức Hiền theo cái số điện thoại trên màn hình. Các bác cần bất kể cái gì liên quan đồ gỗ thì đều có thể là nhắn tin qua Zalo 0967666111 hoặc qua Messenger 0984666999. Messenger tôi thì còn là Đồ Gỗ Đức Hiền, Nguyễn Xuân Đức Đồ Gỗ Đức Hiền. Quý vị tìm là Nguyễn Xuân Đức Đồ Gỗ Đức Hiền là ra. Và trân trọng mời quý vị bớt chút thời gian về tham quan mua sắm tại cửa hàng nằm tại làng Động Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Tạm biệt quý vị.